tay với nước rửa tay. Lifebuoy chưa? Lifebuoy đi. Một đây lâu nữa. Trời ơi, Hiếu cũng ngu quá chừng ngu rồi. Em đúng được một câu. Nghiệp vượt liền. Em đúng được một câu. Đúng. Trời ơi. Với trò chơi này một lần nữa, chúng tôi mong là quý khán giả không nhắc vàng cáo nha các bạn. Bởi vì các bạn nhắc vàng cáo vô là nó mất vui. Nhất định là không nhắc nha. Không nói chuyện, không bàn luôn nha. Câu hỏi đầu tiên như sau. Cấp bì phải không? Lưu ý nghe kỹ. Đâu mới là bãi biển thuộc tỉnh Bình Thuận? A. Sầm Sơn. B. Cổ Thạch. C. Mỹ Khê. D. Ninh Chữ. 3. 2. Một hết. Cái gì vậy? Trời ơi. Em chưa kịp biết. Rét tan em đứng như thế nào? Bé. Sao? Kiến thức gì kỳ cục. Chỉ ra Sầm Sơn chi vậy? Ủa C đâu? Em đâu có chọn Mỹ Khê. Sầm Sơn là ở Thanh Hóa. Đáp án đúng là đáp án B. Cổ Thạch. Đúng rồi. Không chọn Mỹ Khê mà đi vô đó thì anh Giang. Để em thi có qua Hồng Biển rồi. Đội ghi điểm là đội nắng gió đá. Em kia đi Sầm Sơn vậy? Anh Tuấn ơi, em không tin là anh thông minh gì đâu. Theo kiến thức không có học cặp dê. Đề nghị là các bạn dứt khoát hơn nha. Khi đếm từ 1 đến 3 là các bạn đã phải vào ô của mình rồi. Đúng rồi, bị chờ nhau quá. Đúng rồi, không chờ nhau. Yên tâm, tụi con dứt khoát. Dứt khoát lắm. Đếm từ 3 đến 1, tôi đếm từ 3 đến 1 là các bạn đã phải vào ô của mình rồi. Dạ. Câu tiếp theo. Trong 4 tỉnh thành sau, Bình Thuận có đường ranh giới giáp với tỉnh nào? Trời ơi, quá dễ. A. Long An. Ủa? B. Hồ Chí Minh. C. Lâm Đồng. D. Khánh Hòa. 3, 2, 1. Thôi chia đó. Ủa? Anh ơi, anh lộn Lâm Đồng Nai rồi. C, đúng rồi. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. Trời Lâm Đồng. Đội xương rồng nở hoa ghi điểm. Anh yếu quá à, anh Tấn ơi. Trời ơi. Nhớ nha. Khánh Hòa. Ủa, anh không nhớ ABC đâu. Anh sao ai chạy lên dưới cái B vậy? Anh Kiều nè. Anh quên ABCD là cái gì vậy? Anh nãy là quên ABCD á anh. Nãy là quên ABCD. Anh đông người quá, anh đi qua đây. Sao hồi nãy câu đầu tiên 4 người anh đi một chỗ được? Tưởng là người thành công có lối đi riêng hả? Có đâu. Anh kêu ơi cái tụi này. Qua Hồ Chí Minh luôn chứ. Thành phố Hồ Chí Minh luôn kìa. Trời ơi. Đúng là lớn nhỏ không học lớn là Kiều Minh Tuấn. Mẹ ơi đội này nó bị chơi lệch kiến thức với con quá. Trời ơi. Khó chịu vô cùng. Thôi vậy cho anh thi mình đi. Khó chịu vô cùng. Câu hỏi tiếp theo. Đức quá. Đâu không phải là điểm du lịch tại Bình Thuận? Trời ơi. A. Cù Lao Câu. B. Cù Lao Chàm. C. Pháp Tháp Poseidon. D. Hòn Rơm. Hết. Cùng cùng. 3, 2, 1. Đây lâu nữa. Sai rồi. Cù Lao Chàm là ở Quảng Nam. Trời ơi mẹ coi nè. Trời ơi. Quảng Nam ơi, dễ vô gì cũng sai được. Muộn rồi, đã muộn rồi em ơi. Đi mà đi. Đã muộn rồi. Dở như vậy. Dở quá. Cái đây, 1 phút trước. Mẹ ơi, đội này nó bị chơi lệch kiến thức với con quá. Trời ơi. Chắc là không ai cùng đẳng cấp gì hết trơn á. Trời ơi, đúng là nhỏ công học lớn thành. Ngô Kiến Huy. Kiến thức tệ vô cùng. Ừ, vậy mà đọc là Kiến Huy. Dở quá, chơi dở quá. Đáp án chính xác là đáp án B. Cù Lao Chàm, đội xương rồng nở hoa ghi điểm. Anh định bỏ em luôn. Anh định bỏ em. Câu hỏi tiếp theo. Dòng sông nào thuộc địa phận tỉnh Bình Thuận? Trời ơi. Đáp án A. Thu Bồn. B. Cà Ti. C. Ngô Đồng. D. Sông Hương. 3, 2, 1. Không biết. Chắc chắn là đây ạ. Đáp án chính xác của chúng ta B. Cà Ti. Thấy chưa? Giỏi vậy. Thấy chưa? Nhưng mà em thuộc đội nào? Ủa? Bắt ơi. Trời ơi, tôi bị lạc lõng quá. Ai? Ủa? Anh biết ở đâu ra vậy? Không, em ủa. Nè, con sông nó nằm đây nè. Đây chính là sông Cà Ti ạ. Trời ơi. Sông Cà Ti. Sông Cà Ti, mấy đứa cà tưng này. Rồi. Đúng, mà con bị nhanh quá, con bị cái Fast Furious á. Không có muộn nhanh. Cái này á là đáp án B là đáp án chính xác. Trường Giang chọn đáp án chính xác. Đứng cùng với Trường Giang là Ngô Kiến Huy. Bên đây là có Kiều Minh Tuấn, anh Tam Triều Dân. Em nữa. Nhưng mà em ở đây luôn.
Không được, nhưng mà vấn đề ở chỗ là tôi sẽ ghi nhận. Ờ sao Ngô Kiến Huy thì được mà Diếp Phan không được. Đáp án đó là đội các bạn là có hai người đứng đúng không? Ủa sao đâu đó. Vậy nè đó. Đúng rồi. Bây giờ tôi xin trình bày vấn đề như này. Màu xanh là của đội mình đúng không? Thì cái màu đó được bao nhiêu người bước vô thì đội đó thắng. Quy dù bước qua đây thì một phần là thuộc của chúng tôi đúng không? Rồi mời Quy vô. Vậy về đúng rồi. Đúng vậy, tôi chỉ tính là số bước chân đứng vào đúng cái ô đó và lần này là Huy ghi điểm cho đội bạn. Rồi rút cái điểm cho em luôn. Không, em đứng đi. Có đứng đây mà. Đứng đây mà. Đứng đây mà chị. Và như vậy là Rick Fan cũng đã giúp ghi điểm cho đội mình. Hai quá vô xong rồi đi mà gặp mấy đứa cà chớ. Thắc mắc là chị Khánh Vân nãy giờ đúng là câu nào chưa? Quay hiếu hỏi em thắc mắc là chị Khánh Vân đúng được câu nào chưa? Nãy giờ em thấy là chị đứng sai với đồng đội không à? Ủa chị đúng với bộ chưa đúng tại vì có mấy có câu đúng có câu không biết gì dữ vậy. Nhầm thiệt. Khánh Vân có lập trường có lối đi riêng, tuy nhiên lối đi đó không đúng. Cô sao cô đê thôi anh ơi em đi liệu thiệt liệt đi cô đi. Câu hỏi tiếp theo chết. Đâu mới là ngọn núi thuộc tỉnh Bình Thuận? A núi Tà Cú, B núi Chúa, C núi Cấm, D núi Chứa Chan. 3, 2, 1. Ủa Chúa mà núi Chúa là của Ninh Thuận. Núi Chúa là Ninh Thuận hôm qua đi rồi. Trời ơi hôm qua đi rồi. Ninh Thuận không sao, do thuốc thuốc chưa gì à. Tôi xin hỏi là Lâm hồi nãy giờ là đúng lần nào chưa ạ? Chưa. Do thuốc như vậy là ở câu hỏi này mỗi đội đều có 3 thành viên đứng vào đáp án đúng. Hay quá kết chờ. Quả câu này hòa nhau. Dạ yeah. Okay. Trời ơi Hiếu cũng ngu quá chừng ngu rồi. Em đúng được một mới câu là, nghiệp vượt liền. Em đúng được một câu. Câu hỏi tiếp theo của chúng ta, đâu là món ăn đặc sản tại Bình Thuận? Yeah. A cao lầu, B mèn mén, C chả lụi, D mắt cá ngừ đại dương. Không, 3, 2, 1. Bên kia bắt trước tụi tôi. Bên kia bắt trước. Đâu có bắt trước đâu. Bây giờ này, bây giờ hỏi nè. Bây giờ ném một đếm không sao biết. Cái trách nhiệm không hỏi. Đúng rồi. Không hỏi đi, cứ hỏi đi. Bây giờ hỏi nè. Nếu các bạn nói là các bạn biết thật sự đúng không? Tại vì món nó nằm chính xác ở chỗ nào? Đừng hỏi tụi em ngu đúng không? Nè tôi hỏi bắt cái người đại dương chính xác nằm ở đâu? Không. Chỉ hỏi chả lụi nằm chính xác ở chỗ nào thôi. Chả lụi nằm ở Bình Thuận. Ở Bình Thuận. Tụi em dùng mà chỗ nào chính xác? Tụi em được biện pháp loại trừ. Đúng rồi. Vô tụi dùng biện pháp loại trừ. Tụi em xin phép được gọi điện thoại cho người thân. La Ghi Hàm Tân. Alo, La Ghi Hàm Tân. Quê em đúng không? Rồi. Đó là La Ghi Hàm Tân. Xin lỗi cho quê em ở Hàm Tân nghe. Anh ơi quê anh ở Hàm Tử á. Sao chỗ đó sao chứa mấy đứa hàm hồ quá. Thôi rồi, dạ. Câu này lại là một câu quề nhau rồi. Cho chạy chứ anh. Câu hỏi tiếp theo, đảo nào sau đây thuộc tỉnh Bình Thuận? A. Đảo Phú Quý, B. Đảo Nam Du, C. Đảo Quan Lạng và D. Đảo Cô Tô. 3, 2, 1. Cái này biết. Trời ơi, tụi tôi không kể. Đúng rồi, tụi em chịu nhận. Tụi em chẳng kịp bị chỉ. Trời ơi, đó là 3, 2, 1 thì lúc đó là 1. Không phải, tại Rick nói là anh ơi để cho bên kia chọn trước. Đúng. Đi. Tại bên đây ăn gian quá, nhìn cứ bi không à. Trời ơi, người ta có lối đi riêng. Sao Thành, sao Thành? Sao, sao nói vậy? Sao Thành? Đồ ăn chơi ok phải không Thành? Ok quá trời em ơi, gáy đi em. Ghét. Trời ơi, sao ghét mấy trò chơi này quá. Bữa bị bên kia một lần rồi. Một lát có trò chơi dành cho em, yên tâm. Áo Song Việt Nam, bài hát của chúng ta. Phát sóng 21:15 Chủ nhật hàng tuần, từ ngày 25 tháng 8. Câu tiếp theo. Loại trái cây nào không trồng phổ biến tại Bình Thuận? A. Dưa lưới, dưa lưới. B. Nho, C. Sầu riêng, D. Táo mèo. Để em vậy 3, 2, 1. Táo mèo. Không? Thấy chưa? Không nhìn qua. Các bạn có nghe rõ câu hỏi không? Nha. Nghe rõ câu hỏi đúng không? Không trồng phổ biến. Không phổ biến. Ủa lòng. Sầu riêng. Táo mèo có phổ biến ở Bình Thuận không? Dạ không à, táo mèo ở phía Bắc à chị ơi. Đúng rồi. Các bạn đang chọn đáp án C, cả hai đội đều chọn đáp án C, đó là sầu riêng đúng không? Dạ, dạ đúng rồi. Thật ra là sầu riêng có trồng ở Bình Thuận, táo mèo mới không trồng. Đúng anh kêu đê. Cái câu là không phổ biến, chứ không phải là không trồng. Nhưng mà sầu riêng là có phổ biến. Có trồng. Đúng, ở đây có trồng sầu riêng không cô chú? Bà con nói sao có sầu riêng kìa. Có trồng nhiều luôn chứ không ít. Có trồng nhiều không bà con? Sầu riêng trồng ở đây hả? Không phổ biến.
Nếu như trong bốn loại đó thì táo mèo là loại không phổ biến nhất. Vùng Tánh Linh Bình Thuận là vùng trồng rất nhiều sầu riêng và diện tích sầu riêng lớn. Voi là voi Tánh Linh, chỗ đó là của voi. Sao mà sầu riêng được? Chứ không phải trồng voi thôi. Bây giờ các bạn có phản kháng gì thì câu này cũng không có đội nào ghi điểm, do đó chúng tôi bỏ luôn câu này. Chúng tôi sẽ dùng câu hỏi phụ để không bàn cãi nha. Ok. Rồi, câu hỏi tiếp theo của chúng ta, đâu mới đúng là ngọn hải đăng tại Bình Thuận? Ủa? A. Đại Lãnh. Ê, B. Kê Gà. C. Long Châu. D. Cành Đèn. 3, 2, 1. Trời ơi. Câu này dễ không ạ? Dễ quá vậy. Wow, tuyệt vời. Hôm qua chúng ta mới nói về câu này. Rồi, chúc mừng các bạn, cả hai đội đều ghi điểm. Yeah. Câu tiếp theo, đâu là thác nước tại tỉnh Bình Thuận? Đó, cái này được nè. Thác nước. A. Thác K50. B. Thác Voi. C. Thác Bà. D. Thác Bạc. 3, 2, 1. Thác K50. Cho tôi hỏi, đứng dậy là số nào? Đứng dậy là chữ nào? Không có, tụi em à. Anh tụi em à. Trong cái lúc mà trắc nghiệm á, thường là được phân vân. Hồi nãy anh công an ơi, anh bắt trường hợp giùm em được không anh ơi? Anh công an, ăn gian quá anh có bắt không anh? Tuấn. Trời ơi. Thôi ghê quá à. Tụi em 4 câu. Dạ. Chúng tôi chơi trắc nghiệm chứ chúng tôi không có chơi xếp hình tạo dáng. Xếp hình. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án C, thác Bà. Trời ơi, hay quá. Rồi. Lừa rồi. Mẹ lừa tụi con. Đó là đội. Hồi nãy đẩy. Tuấn Đồng Nở Hoa. Cái gì cũng phải có sự tư duy. Vì sao? Bên kia toàn theo tụi tôi thôi. Đúng. Mà hay theo tôi. Đúng. Nên chúng ta phải nhảy qua B liền. Không có. Cái đó phải là theo mẹ. Cái đó là cập dê. Vậy anh Giang đi đường khác đi. Đúng vậy. Rồi em sẽ đi đường đúng đi. Rồi anh. Rồi đây là câu hỏi cuối cùng. Hiện nay hai đội đang có đáp án què nhau. Trời ơi, câu quy định nè. Từng có hỏi khán giả nữa. Đó, ăn kêu quá chị. Ăn Giang. Nắng nôi rồi. Ủa chị hai của em, chị hai em quê lên. Anh hỏi ai, hỏi anh công an đi. Chị hai em kìa, chị quê kìa. Dạ. Chị sao? Diễm Trang. Chị ba, chị Diễm Trang. Mới gọi là chị hai, giờ kêu là chị ba. Chị hai tên ba. À. Chị hỏi là chị hai tên gì thì có chị ba. Chị ba kìa, đứng kia bên chị hai. Không, chị hai tên ba. Chị hai tên ba. Ừ. Chị Thắm hỏi chị hai tên gì, trả lời chị hai tên ba. Chị ba. Ở nhà gọi sao? Ba, ba. Hai ba, hai ba. À. Rồi, câu hỏi cuối cùng các đội lưu ý, tập trung nha. Tập trung. Đây sẽ là câu hỏi giúp các bạn ghi điểm đây. Dạ. Kết quả chúng ta đang huề nhau. Câu này dễ quá ta. Dễ hả? Đổi câu đi chị ơi. Câu nào khó khó lên chị ơi. Câu gì ơi. Rồi. Nãy giờ rồi đúng không? Dễ khó cũng không biết. Đâu là hình ảnh đại diện của thành phố Phan Thiết? A. Sông Cà Ti. B. Tháp Nước. C. Đồi Cát. D. Mũi Kê Gà. Vui lòng không nhắc ạ. 3, 2, 1. Bắt đầu. B, B, B. Ủa? Để sao chị đứng qua B? D, 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 D. Trời ơi, nói một đáp án. D, D, D. Đường nào mình cũng có một phiếu. Trời ơi, hồi nãy là chiến thuật tốt nè. Kết quả là đang hòa nhau rồi ạ. D. Câu nào ạ? Đáp án đúng chính là tháp nước, câu B. Trời ơi. Đồng hành quay với em vậy? Nói gì với em đi. Anh chuẩn bị lên đây. Mốt mình không biết bớt nhắc lại. Hay quá. Vậy là mình sẽ phải chơi thêm một cái một câu hỏi phụ nữa ha. Tại sao phải chơi thêm chị? Giỏi đều đúng không chị? Giỏi đều, giỏi đều, giỏi rất đều. Gầy quá. Bây giờ mình cứ chơi thêm một câu đi ha, cho nó kịch tính ha. Dạ. Câu hỏi như sau. Sông Cà Ti chảy qua bao nhiêu cây cầu? Trời, cái này không biết. A. 2. B. 3. C. 4. Và D. 5. Theo tôi. Đây, theo tôi. Đi đâu vậy? Đi đâu vậy? Muộn rồi. Muộn rồi. Muộn. Cái gì vậy? Chưa chắc. Mình dây cuối cùng cặp bi đâu có kẹp anh. Trời ơi. Từ từ. Trời ơi, thấy chưa? Liêu. Người nhà tôi đó. Đáp án chính xác đó là đáp án B. Yeah. Ủa, người nhà nào? Người nhà nào? Xương Đồng Nở Hoa. Yeah. Hai hả? Ai nói là không có nào? Trời ơi. Ba hả? Ba. B và B bên đây 4. Còn ông nội nào ở đây được trong năm? Ba. Đêm đây ba mà. Không biết phải đi đâu đường nào hết. Ba mà. Ừ, chứ hỏi bên đây 4. 4 đâu vậy? Ba. Ủa bên đây không đâu. Ủa có phải dân đây không? Ủa dân ở đây. À dân ở đây cầu nào mới? Dân ở đây. Sửa hả? Đúng không ta? 4 cây đúng không? Chắc chắn là mày là 4 hay 3. Ủa đúng không? Trời ơi. Không, nhà em. Gì vậy?
Ba anh thôi, không có mới đâu. Bên ba kìa. Vậy đứng bên C rồi. Ừ. Thôi thua đi. Thôi để đi check lại kìa. Thua đi nắng quá. Lộ đề. Đáp án chúng tôi tìm được cũng chỉ là ba thôi. Quý vị khán giả cho hỏi là bốn là cây cầu nào ạ? Cây cầu Mỹ Thuận. Bốn là cầu Mỹ Thuận. Chị này chỉ nói. Cầu Cà Tí. Tuốt ở ngoài tỉnh Bình Thuận anh ơi. Anh nghe câu sau đi. Vậy mà cũng rất hiểu. Thôi tao biết thôi. Chị hai tôi đó. Chị hai tầng ba đó. Trời ơi. Có cầu Lê Hồng Phong nè, cầu Trần Hưng Đạo nè, cầu Cà Tí rồi cầu gì nữa à? Cầu Cha Ba. Cầu Cưới. Nè mới ra, trời mới hình thành luôn á. Cầu Lê Hồng Phong. Cầu Lê Hồng Phong. Trời cầu ơi. Lê Hồng Phong. Lúc nãy ở đây cho tôi hỏi ai chọn đáp án D à? Em. D. Tuấn chọn đáp án D. Bên đây ai chọn đáp án D à? Không có, em. Tất cả đều B. Cho em đi đi. Em. Anh là C. Anh đứng ngay C mà anh chọn đáp án D. Anh có nghe rõ không? Nãy là về đây em về nè. Vậy cho chị đã hỏi D không em? Người ta hỏi D anh ơi. Ừ. Anh C với B cũng vô quốc. Bên đội trưởng gia là chỉ có B thôi, 4B. Đúng, bên em là C, C, CD. CD và B. CD thôi. Thành thật xin lỗi các bạn. À, đây là cái sự thiếu sót bởi vì câu hỏi này vừa mới bổ sung tức thì cho nên là chúng tôi có thiếu sót ha, cái này chúng tôi nhận. Nên chúng tôi cho các bạn chọn một là ghi nhận đáp án trước đó, kết quả đang là huề nhau. Hai là nếu như ghi nhận đáp án này thì đội Nắng Gió Đá mới là đội chiến thắng bởi vì có một người chọn đáp án D. Công nhận đi, công nhận đi. Công nhận là đáp án chính xác thuộc về đội Nắng Gió Đá ha. Không, phải công nhận là anh Kiều Minh Tuấn thông minh. Như vậy ở trò chơi đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu đội chiến thắng là đội... Anh ơi, à, mình vô. Gió, nắng gió với đá cầu nhảy dây băng bi. Nắng gió với đá cầu nhảy dây băng bi chúng tìm. Hết. Ôi. Hết rồi. Xin chúc mừng các bạn. Còn bây giờ chúng ta sẽ có một cái khoảng thời gian tham quan ở bên khu vực đối diện của chúng ta. Đó là trường Dục Thanh. Rồi, xin mời các bạn di chuyển. Dù là ngày mưa nay vui lắm mà hay mưa dầm. Có sao đâu anh em mình cũng... Còn có nhau. Đâu là thác nước tại tỉnh Bình Thuận? Đó, ở đây được nè. Thác nước. A. Thác K50. B. Thác Voi. C. Thác Bà. D. Thác Bạc. 3, 2, 1. Thác K50. Cái cho tôi hỏi. Đứng dậy là số nào? Đứng dậy là chữ nào? Không có, tụi em à. Anh Tuấn đây á. Trong cái lúc mà trắc nghiệm á, thường là được phân vân. Hồi nãy anh công an ơi, anh bắt trường hợp giùm em được không anh ơi? Anh công an. Ăn gian quá anh có bắt không anh? Tuấn. Trời ơi. Thôi. Thôi ghê quá à. Tụi em bốn câu. Dạ. Chúng tôi chơi trắc nghiệm chứ chúng tôi không có chơi xếp hình tạo dáng. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án C, thác Bà. Trời ơi, hay quá. Đi lừa rồi. Để lừa tôi có. Đó là đội. Hồi nãy đẩy. Tuấn Đồng nữa.